Xin chào quý khán giả thân yêu của đài truyền hình Khả năng ô tô. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Số điện thoại 032 60 62 789. Trân trọng gửi tới tất cả mọi người nhân ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Đang xin được trịnh trọng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn luôn theo dõi ủng hộ Khả năng ô tô trong thời gian vừa qua. Xin được kính chúc quý khách hàng luôn luôn mạnh khỏe, thành công, may mắn, kiếm thật nhiều tiền và mua được những xe đẹp để đi lại cho an toàn, cho mà may mắn và đỡ mưa đỡ nắng nhé. Thì hôm nay Khả năng mới về một mẫu xe Avios Nimo mà nhiều anh em đặt hàng đấy. Thì hôm nay có về mỗi con duy nhất tại cửa hàng thôi. Sơn xi vừa làm lại tổng sơn rồi, đẹp đẽ, sạch sẽ. Cái dòng Vios này nó khá là lành bền, tiết kiệm nhiên liệu. Với cái đời từ 2003 đến 2007 thì nó là form như này. Và đây là cuối form đầu tiên nhé, thế hệ đầu tiên của Vios. Nhưng mà máy của nó vẫn là cái máy mà dùng đến tận năm 2016, nên là độ bền của nó được kiểm định rất là lâu rồi. Các bác nào mua dòng xe này về, máy đã đại tu nhá, thì làm lại rồi anh em về yên tâm luôn. Và cái mẫu xe mà tập lái, dạy lái, trường lái cũng sử dụng nhiều rồi. Cùng thì anh em nào mà làm nghề chạy taxi mà ít tiền quá thì anh em lấy con này cũng chạy được các bác nhé. Tránh mưa tránh nắng, thay mưa thay nắng này, thay xe máy. Rồi thì anh em mà kinh doanh thêm phí dịch vụ thì trên cái vùng mà nó kinh tế nó chưa được tốt lắm thì anh em lấy tạm con xe này chạy tạm một thời gian thì anh em mua con xe khác chạy cũng được. Vì nếu mà để chạy dịch vụ thì càng xe đẹp càng tốt các bác nhé. Nhưng con xe này thì em tư vấn cho các bác nào ít tiền, cửa tiền 140 quay đầu thì anh em mua này chạy vẫn được nhé. Sơn xi thì căng bóng mọng mịn rồi, biển Cao Bằng tên tư nhân. Thực ra chiếc này là ngày xưa bọn em bán ra nhé, ngày xưa cách đây khoảng tầm 1 năm là em bán ra cho khách ở trên Cao Bằng. Hôm nọ thì khách xuống đây đổi con xe khác ở nhà em rồi. Đổi đến con gì nhỉ, không nhớ nữa. Cách đây khoảng tầm 2 tuần em về làm lại sơn, đẹp rồi, làm lại cho bà con có anh chị. Hỏi anh đấy đi thì có ra gì không anh, thì ngày xưa biển Hà Nội hay biển Hải Phòng nhỉ? Con này ngày xưa biển Hải Phòng nhé. Bảo anh em để biển Hải Phòng đi lúc nào đổi thì em đổi cho, anh không nghe cứ đòi về tên chính chủ à. Thì về tên chính chủ xong rồi giờ thì phí ra đúng không, tự dưng xuống đổi mất nguyên cái tiền vào tên. Nên anh em nào mà cái dòng xe cỏ này các bác muốn để nguyên biển chạy vẫn được các bác nhé, không vấn vấn đề gì đâu. Sơn xi sạch sẽ, bên ngoài thì có trang bị vè mưa cùng tay là cửa hõm cửa rồi. Hỏi chủ xe là bảo anh đi có vấn đề gì không, bảo anh chỉ sơn nó xấu thôi chứ còn xe đi chẳng vấn đề gì cả em ạ. Đấy thì chắc chắn là xe đẹp rồi. Và xe thì rất là lành bền và máy móc nhé, nên là không phải sửa chữa gì về máy. Có tí gầm anh ấy thay mấy cái quả rô tuyn thôi, không đáng bao tiền. Đấy anh bảo là không đáng bao nhiêu, anh thấy nó hợp lý mà. Đấy thì anh em nào cảm thấy chiếc này mà đã được trải nghiệm, khách trải nghiệm hơn 5 giờ mà trước đó nhé, là anh trong cơ quan nhà em, anh Đặng Bá Hải trong này này, tên ngày xưa là chính chủ tên anh ấy. Anh ấy chạy taxi một mấy năm liền. Dịch vụ ở nhà đấy, gọi là để bến kìa, chạy năng quăng ở quanh nhà, chạy mấy năm. Xong rồi anh ấy đi làm nghề xe này, bắt đầu là anh ấy mới bán con xe này đi. Đấy, thì nó là có nguồn gốc rõ ràng và máy móc anh ấy sửa gầm bệ chắc chắn, máy móc ngon. Nên là các bác mua chiếc xe này về cũng rất là may mắn là cũng không đâm đụng nặng tai nạn ngập nước, còn xước sát hay va quẹt thì không tránh được vì nó đầy sâu rồi. 2007 và đề phát nổ ngay, máy ngon, gầm bệ chắc chắn, điều hòa mát, sơn xi căng bóng mỏng mịn. Các bác nào mà muốn mua thì có thể alo trực tiếp em Đăng qua số điện thoại 032 60 62 789. Em Khả Năng chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị, quý cô bác, bà con đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi Khả Năng ô tô. Giá niêm yết cửa hàng thì đang bán 145 triệu nhé. Đấy thì có bớt có lùi cho bà con tiền hồ sơ rồi thì đi lại cho bà con nữa, nên bà con cứ an tâm xuống đây xem xe, kiểu gì cũng mua được xe thôi. Cái cửa tiền này thì anh em có thể mua được Mazda 323, Kia Morning đời 2012 hoặc là Chevrolet Spark đời 2012 cùng với con gì nữa nhỉ, con Morning nhập đời 2008. Nếu mà để sedan thì anh em chỉ mua được cái dòng đấy thôi, còn nếu anh em mua Mazda 323 và 626 thì thừa tiền nhé. 323 626 nhà em thì hơn 100 triệu thôi. Đấy, cũng ngang ngửa con này để mà đi ngon thì Vios nó máy nó sẽ có độ bền tốt hơn một chút. Mazda máy cũng bền nhưng mà đồ đạc của dòng Vios này thông dụng hơn. Các bác có thể nhìn này, nhìn nội thất không? Đấy, trang trí rất là đẹp, sạch sẽ này. Từ vô lăng củ số, màn hình cam lùi nhá, khóa khiển đầy đủ hết, ghế da này. Đấy, xe nó nội thất nó tươm tất như này về anh em chỉ việc đi thôi. Còn nếu các bác là muốn làm thêm thì anh em cứ làm thêm thôi, chứ còn con xe này em nghĩ là không phải làm gì nữa rồi. Đẹp lắm, nội thất này. Các bác nhìn nội thất đẹp chưa? Đấy, vân sần rồi sơn xi nằm trong rất là đẹp luôn. Keo chỉ cánh này thì nguyên zin nhá. Đó. Với cửa tiền 140 thì các bác mua được. Đẹp không? Sạch sẽ. Để nó mà xuất sắc thì không phải là xuất sắc, vì cái con bản Nimo thì về cơ bản thì ngày xưa người em chạy dịch vụ thì nó không thể đẹp bằng cái bản xe gia đình được. Mà dòng kia xe gia đình ngày xưa không có đâu.
chủ yếu là xe dịch vụ thôi. Có thỉnh thoảng có mấy bác ở trong quân đội đấy, thì anh em mua xe của mấy ông trong quân đội thì người ta sửa nhiều và chăm chút xe hơn thì nó cũng đẹp hơn tí thôi. Chứ còn nếu ngoài trường lái rồi, trường dạy lái rồi, anh em chạy dịch vụ người ta chạy dòng này nhiều mà, nên là tiền nào của đấy thôi bác. Nhưng mà độ bền của nó thì phải nói là cái máy với cái khung gầm của nó cũng rất là tốt nhé, nội thất nó cũng đẹp. Vios nó nhìn thông dụng kiểu gì ấy, nó cứ kể cả form cũ hay form mới nó đều thông dụng, nhìn nó rất là đẹp. Vì chẳng qua là anh em mình sử dụng nhiều thì cảm thấy nó gì hơn, nó tốt hơn và nó bền hơn thì anh em cảm thấy nó đẹp, thì có thể liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 03260 đây 62789 nhé. Keo chỉ cái này nguyên zin này, con này keo chỉ gần zin gần hết. Nói chung mất một vài phân thì không quan trọng, nhưng mà nội thất rất là đẹp, đánh giá cao cái nội thất của chiếc xe này. Thấy nó rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Đây. Đó. Có màn hình rồi nhá. Em thử đề cho các bác xem đề như nào nhé. Đấy. Đề phan ngay. Cái dòng Vios này thì anh em đời sâu này thì các bác đề lên để lổ cho em khoảng tầm dưới 1 phút là máy nó sẽ ổn định nhé. Đầu tiên đè lên thì máy nó sẽ gừ 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 một lúc, nhưng mà tí nó bơm dầu lên mặt máy nó tốt hơn thì nó sẽ bắt đầu nó giảm kêu và nó rất là êm luôn. Đấy, máy rất chất nhá, không nhá. Máy chất luôn nhé, rất là ngon luôn, sạch sẽ. Bật cái điều hòa nữa. Đấy, đóng điều hòa rồi. Mát ngay các bác ạ. Đấy, tiếng máy rất chất nhá các bác nhá. Nhạc nhẽo đầy đủ này, có màn hình này. Có cả cam đùi chưa? Đấy, cam đùi nét căng rồi, về không phải làm gì đâu, trần da, ghế da, nội thất sạch đẹp cùng với quả vô lăng em nhìn thấy rất là vừa mắt nhé, rất là ưng ý và vừa mắt luôn. Đấy, sạch sẽ đẹp đẽ này. Giờ chúng ta cùng đi khám phá cái chiếc máy của nó, xem nó máy hoạt động như nào. Đây, tôi đèn pha em thấy còn nguyên này, sạch sẽ. Đăng kiểm tháng 9 năm 22 nhé. Ui máy này các bác nhìn máy này rất là ngon luôn, máy nổ êm du luôn đấy. Máy VVTi đời 2003, 2007, 2016 vẫn còn dùng cái máy này. Vì cái độ bền của nó rất là tốt nên người ta sử dụng rất là lâu. Mãi đến cuối năm 2016 nó lên máy trắng các bác nhé. Phần keo chỉ đây thì đã chạy lại rồi, nhưng mà nó bên trong nó không đâm đụng gì, chắc nó chỉ nứt ra thôi. Đấy, bên trong này cũng không đâm đụng gì nhé các bác nhé. Nứt không nứt. Sạch sẽ đẹp đẽ này, tai đèn đầu dàn taxi này. Nguyên. Máy nổ êm, không rung giật, không đâm đụng nặng, tai nạn ngập nước gì cả. Phần đầu taxi mới đầu rằng còn nguyên nhé các bác nhé. Nhìn rất là dễ, nhìn phát ra ngay. Ông ơi. Đó, xe đẹp và sạch sẽ. Đăng kiểm tháng 9 năm 2022. Tên tư nhân chính chủ biển Cao Bằng, gốc Hải Phòng. Anh em nào mà muốn quan tâm mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp em Khả Năng qua số điện thoại 032 60 62 789. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các bác anh chị đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Xin chào, hẹn mọi người trong clip tiếp theo.